Ý nằm đóng luôn rồi kìa chứ không sao được không à. Nằm đóng trong này luôn nè. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bác Tài Vlog của mình. Hôm nay lại một hành trình mới nữa mọi người ơi. Lại một buổi chiều thiệt là nắng. Hiện tại bây giờ mình đang đi xuống con vợ nhỏ của mình. Hôm nay mình khởi hành đến chiếc 69B00647 nha mọi người. Đậu kế máy là một chiếc Bảo Hân nè. Bảo Hân này chạy Quy Nghĩa, Nam Căn Quy Nghĩa, bến xe Hậu Nghĩa chứ. Lộn. Đây, con vợ nhỏ mình đây. Bên kia có một chiếc Anh Lâm kìa. Một chiếc Tuấn Hưng, hai chiếc Tuấn Hưng luôn, trời khá đẹp luôn. Chiếc Anh Lâm nè. Ok. Chào nhóc con. Ủa con ngủ ở đây hồi sáng giờ luôn hả? Mới tới luôn hả? Ê đụng mẹ cái hầm đó, nó bị gì vậy? Mới ở chảnh xuống luôn hả? Đúng rồi. Nằm mấy con xíu mà. Đây đi với anh Lo đẹp trai nha mọi người. Ok, chết cha nó đậu gì kỳ vậy? Ây cha. Đúng rồi. Cỏ sát luôn rồi. Để thăm nước nhớt cái mới được. Ôi. Ui da. Biết còn nước không đây. Còn chảy hên quá. Hên quá còn chảy mọi người ơi. Cái ống nhớt này nó bị gãy rồi. Ôi trời. Wow, còn nhớt. Hello. Hello anh. Nay lên tài mấy giờ vậy? Ba rưỡi hả? Rồi ok, bây giờ mình sẽ lên để mình đề máy mọi người. Chiếc đó đó hả? Có, 19.5 xe mới. Đâu? Đây chạy xuống. Vậy hả? Ủa, chiếc kia. À, chiếc cá chê đó hả? Trời ơi, nó nóng dữ bay. Nóng dữ bay. Lột da luôn. Bông nó héo hết trơn luôn nè. Có nước nồi không? Chăm cho nó miếng nước này. Trời ơi mấy ông anh này không có chăm nước hết trơn rồi. Ý tràn luôn. Ê, có gì hút không? Nó tràn không? Có gì đâu hút, lấy cái khẩu trang kìa. Có nhà ngờ hút nó miếng đi. Kể vẻ đi ngồi lao. Cái ông này ổng mấy ổng không ổng không có chăm nước gì trơn. Ôi ôi nó nóng. Hút liền ha. Cứ làm điếu thuốc cái đi lên nóng thấy bà luôn, hồi chín luôn. Trời ơi trời.
Qua wow, mấy anh về mấy anh đậu, mấy anh không có để ý cái này. Cái này nó cao quá trời cao luôn. Nó bị xì hơi là nó bị vướng cái này. Về đậu không có để ý gì hết trơn. Nó xì hơi cái nó hạ xuống đó nó dính cái đó luôn. Bữa nào cưng lên miền Tây hả? Miền Tây. Quang tới lên. Ờ, hồi hôm tới lên. Tới lên chứ ai? À, lên cùng với Tươi, Chuyện. Ừ. Anh Giang. Có đi một xe mà ba người. Ghê vậy? À, Tươi lên có dàn xe lên để lấy xe về quá. Hôm nay về 2 xe. Hôm nay về 2 xe. Cái thùng nó mới nhận cái gì vậy? Bữa nào hẹn anh review chiếc xe mới bữa coi. Yeah, review phải đậu đâu đó hả? Đó. Đó. Bữa nào rảnh đi, giờ này tới giờ lên mẹ nó rồi. bữa nào review phỏng vấn tài xế nhân viên phục vụ rồi. Alo. Hey. Ôi ôi, chạy nãy giờ mà nó còn nóng. Bữa nay là anh không chạy á. Anh á bữa nay kêu Tùng bánh tét chạy thế anh. Nó sốt từ sáng tới giờ luôn. Sáng giờ xông hơi chứ mà cắt lễ này kia rồi mới đỡ. Kêu Tùng bánh tét chạy. Sáng nhậu xỉn rồi giờ sao dám chạy, chịu đo nằm đâu còn mới chết. Thiệt tình nhé. Chút hơi chút bọng gì ai đem chổng sạc luôn, ở đây sạc nó không có vô. Đây không vô à? Ừ, vô ổ điện chổng á. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái phơi, lấy cuốn sổ này để mình ghi phơi. Lông thể bữa nay nó bị bất an à. Bữa nay lông thể nó bất an à. A6B6. Đây, phành cho. Chuyên môn phành mà. Hàng ghế thứ hai. Rồi, lên luôn. A12. Ở ngoài. Đây sát vách bên đây nè. Hàng ghế thứ tư điểm dài vô. Xong. Được. Được.
xế chứ, tài xế chuyên nghiệp mà đâu cần phải coi ve. Gán mua giấy số có 2 tờ, 2 tờ 4 tỷ là mua miếng đất cất một cái quán. Cây cua bên đây nè, rồi chưa, rồi chưa. Mấy cây?
luôn. Xe Hyundai chỗ cầu Trà Khứa. Ngay bệnh viện Thanh Vũ đi sụt lại chút. Có luôn, có giao thông luôn, giọt luôn. Em lên. Ủa cái đó mất tiêu rồi Tài. Đó là trạm xe buýt đầu tiên rồi đó mất tiêu rồi. Kìa đúng rồi. Gỡ đầu cho mẫu hậu phải không? Để đại gì dưới đó đi. Chưa lần này lấy thôi. Đây. Ủa em gái, cây cua đó ở đâu vậy cưng? Trung Lương hả? Ok. Nhiêu tuổi rồi? 17 hả? Làm mai cho anh chàng đó đó, chịu không? Mai cho anh chàng đó chịu không? Lắc đầu. Chết à, đàn ơi. Gái mà làm mai cho mà lắc đầu chết rồi. Lắc đầu á?
Ừ. Hỏi là mai cho anh chàng này chịu không? Lắc đầu. Coi lắc đầu chứ đó có lắc đầu. Hả? À, hả? Thôi, không về gái miền Tây. Không hợp với gái miền Tây phải không? Quen được mấy gái phố. Gái miền Tây dân chơi lắm dữ lắm. Nhớ yeah, gái miền Tây chịu chơi lắm ha. Chịu. Chịu nhậu lắm, nhậu không lợi đâu. Nhậu cái là đàn ông còn lợi. Ừ. Nhậu quá là nhậu không lợi đâu á. Còn bên này cái đông cua, cái đông kia cua. Sao? Y nằm đóng luôn rồi kìa chứ không sao được không à. Nằm đóng trong này luôn nè. Nằm đóng trong lề luôn rồi. Nó xỉu. Nó xỉu thôi, chưa sao. Xỉu gì vậy? A Di Đà Phật, hy vọng không sao. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Chúc mừng năm mới xuân 2024. Cà Mau mình mới thấy làm cái dàn đèn này ok ha. Sáng đổi màu đến. Đổi màu nhiều màu giống như xuân đến vậy ha. Mà Cà Mau mình làm đèn thua Bạc Liêu. Ôi, Bạc Liêu trước mặt đó. Bạc Liêu mấy ngày tết chơi đèn ghê lắm. Cà Mau mình không có vé dự nữa. Mau mình không có chịu đầu tư đèn như Bạc Liêu. Cà Mau mình đầu tư vô mấy cây nữa. Đèn vô mấy cây. Cà Mau mình nói chung là em út. Nơi cuối vùng trời tổ quốc. Hỏi mấy anh lớn mà kìa. Phát triển chậm nhất trong tất cả các tỉnh. Gọi là em út đi. Hello, hiện tại bây giờ mình đã tới cây dầu rồi mọi người ơi. Bây giờ sẽ tranh thủ đổ dầu rồi mình tiếp tục cuộc hành trình nha. Xe mình thì khởi hành đúng 7 giờ rưỡi. Đúng 7 giờ rưỡi nha, ra cây dầu đổ dầu 15 phút nữa thì sẽ khởi hành. Đây là cây dầu cây xăng Tỉnh Đội, vừa qua bến xe một chút xíu. Hiện tại bây giờ có một chiếc Năm Hiền đậu kế bên mình luôn. Tranh thủ đổ dầu rồi lên đường thôi mọi người. Chuẩn bị tới nè, bay xuống đón người nhà nè. Đứng chỗ này quá. Đàn ông có không? Gái là có chặt tính đó. Đúng rồi, ngay chân. Kìa, ngồi đó được không? À. Nói được này không? À. Cô ơi, chị Đàn. Ê Đàn. Rồi lên đi con.
miền Đông vậy? Ông cái thùng này là thùng này. Miền Đông. Đây nè. Cái đó từ ga. Cái này đâu vậy? Cái này miền Đông luôn. Miền Đông luôn hả? Cái từ ga này ra cái OK, hello mọi người. Hiện tại bây giờ thì mình đã tới trạm dừng chân Minh Khải rồi mọi người ơi. Trạm dừng chân Minh Khải này thì nằm Nhu Gia, Sóc Trăng nha mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ vô ăn uống vệ sinh một chút xíu, thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha. Hiện tại bây giờ là gần 10 giờ tối rồi mọi người. Đây, trạm dừng chân Minh Khải đây. Khá là đẹp chưa? Mọi người thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn. Ồ. Thôi bây giờ anh em mình sẽ vào ăn cơm thôi. Để quay sơ cái trạm dừng chân cho mọi người xem nè. Ở đây có một cái vườn hoa cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Đây, trạm dừng chân Minh Khải. Đây, lớn chưa mọi người? Ồ, một chiếc Ngọc Ánh đang ra bến mọi người ơi. Một chiếc Ngọc Ánh đang ra bến. Đó. Không gian ở phía trước quán Minh Khải này cực kỳ là lớn luôn. Phía bên kia kìa, công ty Minh Khải kìa, bên kia có cây dầu Minh Khải luôn. Đó, một chiếc Ngọc Ánh xe giường nằm đang ở bến, biển số 00415. Đó, ra bến luôn, yeah. Có anh bảo vệ quán coi yeah luôn. Đó. Tới luôn anh em ơi, tới luôn. Trạm dừng chân này thì bán đặc sản là chủ yếu là bánh bía nha mọi người. Bánh bía lạc xưởng nha. À, con vợ nhỏ mình đậu cặp chiếc xe hảo luôn, đậu cặp chiếc Phương Trang luôn. Bên kia thì có hai chiếc xe hảo kìa. À, ok, thôi bây giờ mình vô ăn thôi, tranh thủ vô ăn rồi tiếp tục lên đường thôi mọi người ơi. Ba chả tim. Dòng xe này nó có camera đó. Mới tua trước đó, sẵn ngang luôn. Mà lúc cái dòng xe nó làm nó chưa sơn. Chưa sơn. Nó mới bắt mấy cái ấy à. Ôi
xíu cũng được chứ không có nhỏ mấy, vừa chiếc xe đi được. Mới hay cũ? Mới. Mới hả? Mới là ok mọi người, hiện tại bây giờ là gần 1 giờ khuya mọi người. Xe mình đã tới trạm dừng chân Minh Phát rồi mọi người. Minh Phát Cái Bè Tiền Giang. Giờ này đầu bù tóc gối luôn rồi. Mọi người nhìn thấy cái mặt của mình không? Ôi nó pha nó khá là buồn ngủ và nhan sắc nó phai tàn theo nửa đêm. Ok mọi người, trước mắt mọi người là quán Minh Phát nè. Đó. Vợ nhỏ mình đây, xe Ngọc Ánh nè, còn đây xe Nguyễn Nghĩa nè, xe Phát nè. Wow, Ngọc Ánh mấy chiếc luôn mọi người. Ghê chưa. Ok bây giờ sẽ đi vào ăn thôi. Mọi người thấy không, cái trạm dừng chân Minh Phát có một cái biệt thự khá lớn luôn, quá đẹp luôn mọi người. Nguyên một dãy xe luôn nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trời ơi. Ok bây giờ mình sẽ vô ăn thôi. Đi vô rửa mặt một cái cho nó tỉnh táo tâm hồn coi.
À, rửa mặt xong cái mình kiếm cái gì đó mình nhét bụng một xíu rồi mình tiếp tục lên đường nha. Xuống bên đây để đi cho nó rộng rãi hơn. Qua đèn xe nó đổ ra. Hiện tại bây giờ là 2 giờ 30 phút rồi mọi người. Xe anh em mình đã tới thị trấn Bến Lức của tỉnh Long An rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua cái huyện Bến Lức cho mọi người biết nha. Ai đã chưa từng đi qua huyện Bến Lức thì qua video này cũng biết sơ lược về huyện Bến Lức nha mọi người. Huyện Bến Lức á, là thuộc tỉnh Long An, là một trong 14 huyện thị xã thuộc tỉnh Long An nha. Được chia thành 15 đơn vị hành chính cấp xã. Thì Bến Lức á, nằm phía đông của tỉnh Long An. Nằm phía đông của tỉnh Long An nha. Có diện tích 285 km vuông. Dân số là 125.000 người. Chiếm 6,59%. Và mật độ dân số là 433 người trên 1 km vuông. Phía bắc giáp huyện Đức Hòa, huyện Đức Huệ, phía đông giáp huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, phía nam giáp huyện Cần Duộc, huyện Cần Đức, huyện Tân Trụ, phía tây giáp Thủ Thừa, Long An, nằm trên trục quốc lộ 1. Thì từ Bến Lức mình đi lên tới Sài Gòn là tầm khoảng là 20 cây số. 20 cây số là sẽ tới Sài Gòn nha mọi người. Thì khí hậu ở đây á, thì khí hậu nhiệt đới nha, nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa trời trời hôm nay cập nhật thời tiết luôn á mọi người ơi. Giờ này á, là buồn ngủ cho nên là hôm nay sẽ cập nhật thời tiết cho mọi người nghe luôn. Thì nói chung về văn hóa Bến Lức á, thì ở đây thôi bây giờ mình nói về đặc sản đi. Văn hóa ha. Văn hóa hay là đặc sản mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ nói về đặc sản trước đi ha. Mình nói về đặc sản Bến Lức. Đặc sản Bến Lức thì có gì? Đặc sản Bến Lức thì có gì ta? Để mình nhớ lại xem. Thì nói chung là Bến Lức thì mình cũng đi ngang thôi. Còn về đặc sản của nó thì mình chưa có gặp mấy mọi người ơi. Ai có biết mà đặc sản Bến Lức có gì thì comment ở dưới video cho mình biết nha, để sau này mình về mình tìm hiểu nha mọi người. Từ đây lên Sài Gòn thì còn khoảng tầm 20 cây số nữa, mình tranh thủ mình dọt thôi mọi người ơi.
Hiện tại bây giờ thì xe anh em của mình đã tới địa phận Sài Gòn rồi mọi người ơi. Giờ này là 3 giờ 30 phút khuya rồi mọi người. Hay và cảm giác buồn ngủ nó lại ùa về mọi người. Bây giờ mình sẽ vào đây, mình vào chỗ cầu vượt Quang Trung, mình sẽ giao đồ nha. Đó, giao đồ xong thì sẽ tiếp tục thôi, thả khách dài từ đây lên tới bến xe miền Đông mới luôn mọi người ơi. Tới cầu vượt chạm 2 rồi mọi người. Giờ này là anh em mình là không còn anh em mình nữa, mà mình bỏ thằng Lơ xuống bến xe miền Đông cũ rồi mọi người. Bỏ anh Lơ xuống bến xe miền Đông cũ rồi, bây giờ chỉ còn một mình thôi.
Bây giờ mình sẽ bỏ khách bệnh viện ung bướu 2 nữa là xong. Đây mọi người, đây là cầu vượt Trạm 2 nha, cầu vượt Trạm 2 thuộc Suối Tiên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy qua khỏi Suối Tiên. Qua khỏi Suối Tiên thì tới bệnh viện ung bướu 2, mình sẽ thả khách ngay bệnh viện ung bướu 2. Cái nữa là xong. Mình sẽ vào bến xe miền Đông. Bây giờ mình sẽ quẹo phải thôi. Cầu vượt Trạm 2 này á, nếu như mà mọi người đi không quen á, là sẽ dễ bị lộn lắm nha mọi người. Nó có nhiều hướng rẽ lắm luôn á. Đi tới đây mọi người để ý nha. Nhiều bạn chưa lên đây lần nào á, cho nên là dễ bị lộn lắm luôn á. Ok, cái hướng mình rẽ là cái hướng mà xuống đi thẳng về ngã ba Vũng Tàu nè. Đó. Bên tay phải mình là Suối Tiên nha. Ok. Rốt cuộc thì xe mình cũng đã tới bến xe miền Đông mới rồi mọi người ơi. Kết thúc một chuyến hành trình dài. Trời ơi, giờ này là mấy giờ ta? 5:33. Ôi trời ơi, từ một cái hành trình xuất bến từ Nam Căn là 5 giờ, bây giờ 5:53, 12:30 đồng hồ. Trời ơi, quải thiệt chứ mọi người ơi. Thôi nhưng mà mình cũng đã kết thúc một cái hành trình dài rồi. Bây giờ mình sẽ dời xe vô cái bãi đổ để mình tranh thủ mình ngủ mọi người ơi. Tranh thủ mình ngủ để chiều nay 4 giờ mình lại khởi hành từ bến xe miền Đông mới về lại Cà Mau. Ôi dạ, bây giờ mình sẽ dời vô cái bãi đậu nào cho nó yên tĩnh. Rồi xong đó thì mình sẽ lao cái hầm. Mình lao cái hầm cho nó sạch sẽ, mình trải hai cái niệm xuống cái mình ngủ nha mọi người. Trời ơi, cuộc đời tài xế nó cực như vậy đó mọi người ơi. Ăn bờ ngủ bụi mà thức đêm thức hôm không à mọi người ơi. Ai có đủ đam mê trong cái nghề này thì mới trụ được trong cái nghề này nha mọi người. Chứ thật sự ra cái nghề này nó cũng khá là cực luôn. Chạy đêm, chạy đường dài cực dữ lắm luôn á. Rồi ok, bây giờ mình có lẽ mình xin kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ mình chạy vô bãi đổ thôi.